với thời tiết nắng nóng mùa hè của một nước cận xích đạo như việt nam thì việc che chắn hay chống nắng là vô cùng quan trọng áo chống nắng gần như là vật bất ly thân mỗi khi ra đường tuy nhiên mặc áo chống nắng ngồi trên xe máy có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mới đây đoạn clip ghi lại hình ảnh áo chống nắng của một người phụ nữ bị quấn vào bánh xe và kéo theo cả cánh tay người này vào bánh đã thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng sự việc xảy ra trên quốc lộ 7C đoạn qua xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Thời điểm đó, một người phụ nữ chạy xe máy trên quốc lộ 7C khi đi qua khu công nghiệp VKHA, xã Nghi Thuận, thì áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe phía sau và kéo luôn cánh tay của người này vào bánh xe. Những người đi đường đã dừng lại tìm cách giải cứu cho những người phụ nữ đang đau đớn vì cánh tay bị mắc kẹt bên trong bánh xe máy. Những tai nạn kiểu này xảy ra tương đối nhiều và có chiều hướng gia tăng khi nắng nóng đang đi vào mùa đỉnh điểm nguyên nhân chủ yếu là do thiếu cẩn trọng khi mặc áo chống nắng để áo quá dài và thòng ra phía sau khi xe máy di chuyển ta áo bay và quấn vào bánh xe theo quán tính sẽ kéo cả người ra sau chính vì vậy việc sử dụng áo váy chống nắng khi tham gia giao thông cần chú ý những điểm sau nên để ý đến chiều dài của váy hay áo chống nắng hạn chế để việc để thừa ra một đoạn vải để tránh tình trạng chúng bị mắc vào bánh xe máy để đảm bảo tầm nhìn của người lái xe thì bạn cần tránh sử dụng các sản phẩm như áo dài trùm kính đầu. Sử dụng các loại vải chống nắng có chất liệu dày như là kaki, bò thay vì sử dụng các loại có vải mềm để tránh tình trạng trang phục bị quấn vào bánh xe. Đối với các sản phẩm có chứa mũ trùm thì bạn cần sử dụng các loại có vành mũ rộng và phủ ngoài nóng bảo hiểm của bạn để đảm bảo tầm nhìn khi lưu thông xe trên đường. Đồng thời, bạn cần chú ý khi rẽ hay quay đầu xe để tránh bị vướng những chiếc xe khác. Khi trời mưa thì bạn nên cất váy áo chống nắng của bạn vào xe để tránh tình trạng gió mạnh thổi vào vải làm cho chúng dễ vướng vào những chiếc xe khác hơn. Ngoài ra, việc mang các trang phục này khi trời mưa sẽ làm trắng tầm nhìn của bạn.